người đang xúc cát. Cát ở đây họ cho free luôn. Mỗi người 10 bọc này các bạn. Này cũng lấy cũng rất là trật tự. Bây giờ trời đã đổ mưa lúc nào. Hay chiều đây đó các bạn. Thì là buổi sáng bão nó đã tới thăm bà vào đêm khoảng chừng 12 giờ đêm bữa nay các bạn. Bây giờ buổi sáng ngày sáng thứ tư nha. Thì mặc dù bão nó đã tới miền tới là Sidaki của phía bắc của Florida đó, nhưng nó không có vô thẳng thăm bà của mình, cũng lắc kỳ. Thì ở đây thì gió bây giờ mặc dù bão nó qua đây khoảng chừng 100 mao rồi, nhưng mà gió đây cũng còn nhiều nha các bạn. Gió khoảng chừng 20 mao bây giờ đó. Thì ở đây thì không có mưa bao nhiêu, mình cũng rất là ngạc nhiên. Bão này nó không có bằng cái đợt lần trước, đợt bão năm ngoái, bão Ian thì nó mưa rất là nhiều mà có vẻ gió nặng hơn. Mình cũng rất kỳ là cái bão này nó không có vô thẳng Tampa Bay area, mà nó đi thẳng lên vùng north của nó của tiểu bang Florida luôn. Hả? Thì hồi đêm thì mình không thấy mưa gì mấy. Bây giờ mình mới cảm giác là có mưa sơ sơ thôi. Gió cũng chút xíu các bạn nè đó. Nhưng mà cũng so với bão Ian năm ngoái thì cũng đỡ hơn rất nhiều. Bây giờ mình thấy mưa nặng hạt rồi nha. Đó, bây giờ là mưa nặng hạt ở phía sau nhà mình đây. Buổi sáng thứ tư. Gió bây giờ cũng còn lớn nha. Mặc dù bão nó đã qua khoảng chừng hơn 100 mao rồi, nó về nó đã tới phía bắc của tiểu bang Florida rồi, nhưng mà nó ở đây nó vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái bão đó, cái cơn gió đó. Bây giờ bão của nó là vô tới vùng Sidaki là tới bão cấp 4 luôn, là gió tới 130 mao giờ. Bão là cũng rất là nặng các bạn, cấp 4 là rất là mạnh lắm đó, nguy hiểm. Mình nhà của mình đây, mỗi khi mưa bình thường nó cũng nước cũng ngập chỗ này ở chỗ này, nhưng mà bão này thì mưa không bao nhiêu. Hôm qua cũng mưa, buổi sáng bữa nay mới mưa thôi. Mình cũng tranh thủ mình ra ngoài hôm thứ ba mình ra ngoài mình khao đi, họ cho mình mấy bọc cát ở đây, mình đem về mình chặn nó cho in case thôi. Nhà mình thì không có vùng trong vùng lũ lụt chôn thế rồi, cho nên mình không có di tản gì hết. Còn mấy cái mà cái khu mà chôn A, B, C ở vùng lục á, thường thường mấy chỗ đó là ven biển. Ven biển thì sóng nó có thể nó cao lên tới 9-10 feet, có chỗ 15 feet luôn, rất là nguy hiểm. Mình ở đây thì ok, mình không có phải đi di tản gì hết. Nhưng mà trường học thì đóng cửa mấy ngày thôi, ngày thứ ba thứ tư, mình không biết ngày mai thứ năm thì họ có open lại hay không. Đó, thì các bạn đây đó, thì bây giờ là mưa nặng hạt rồi nhá, cho các bạn coi sơ sơ. Đó, bây giờ là mình thấy mưa nó mới lớn, gió lớn hơn hồi nãy đó các bạn ạ. Rồi nước của mình cũng đã ngập lên tới chút xíu rồi nhá, ngập bên ngoài thôi chứ không phải cho nhà mình đâu. Thấy cho các bạn thấy là gió với mưa cao rồi đó, mưa lớn thì gió cũng lớn hơn hồi nãy. Thì bão đã đi qua thăm bà khoảng chừng 5-6 tiếng rồi mà nó không bị ảnh hưởng vậy nha các bạn nhé. Nếu mà nó vô trực tiếp thăm bà khu của mình ở thì chắc là cũng di chuyển luôn cây cối chất độ hết các bạn. Gió nó giật từng cơn không đi liên tục. Thấy không? Cây nó cũng nghiêng tí cũng. Nhất là cái cây series của mình kìa. Nghiêng lúc chưa kìa. Nghe không? Không biết có ngã hay không, mình đã trồng dưới đất rồi nhưng mà mới mấy tháng thôi, 4-5 tháng sợ nó không. Nó lâu mấy.
À, bây giờ bão đã đi qua hướng hướng bắc của Florida là gần tới cái chó chè rồi, bây giờ là trưa rồi các bạn. Nó qua thăm bà khoảng chừng mười mấy tiếng, chắc cũng gần 12 tiếng rồi mà gió còn bị ảnh hưởng cũng nhiều ha, đi khá xa mà còn gió vậy đó. Cây Siri của mình thấy nó nghiêng ngả luôn các bạn ha. Cây lớn ngoài cũng vậy nữa kìa. Nó mặc dù đã đi xa mà còn gió ghê thiệt á. Cây ngoài cũng đang mưa. Cây nó thơm nó gì cũng ngã rồi. Mấy cái chậu nhỏ nhỏ mà không cột chặt vô nó cũng ngã. Cái này là nó không có đi thẳng vô đó. Bảo giờ là cấp 3 đó, gió 120 mph một giờ đó, không đi thẳng vô mà còn bị mình còn bị dậy nó vàng, gió cây nó còn nghiêng ngả vậy đó. Giờ cũng đang mưa lâm râm thôi nhưng mà không có ngập gì hết đó các bạn. Thì cái này mà nó mà bão cấp 3 mà đi thẳng vô thăm bà thì chắc cây gì ngã hết, lũ lụt rồi cúp điện nữa. Mình thì không có bị cúp điện gì hết, mình thì cũng an toàn thôi, thì cũng cảm tạ ơn trên, mọi việc đều ổn. Chúc những các bạn ở những nơi khác cũng an toàn nhé. Giờ thì mưa nặng rồi đó.